Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục về một cái sản phẩm mà bên em Lợi vừa mới lấy về, đó là chiếc Chevrolet Colorado sản xuất năm 2016, số tự động, hai cầu máy dầu bản full LTZ, xe khá là đẹp đó quý anh chị. Và chiếc xe này thì đặc biệt được lên form mới rồi, là răng trẻ rồi, xe lăn bánh đăng ký lần đầu 2017. Và toàn bộ xe thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị đây là một cái chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính vỏ đen, máy số là nguyên zin, xe màu bạc, biển 60C 52789, xe từ Bình Dương, và em đã có người bên đấy thẩm định kiểm tra chắc chắn chất lượng xe và đã gửi xe lồng ra ngoài Hà Nội để phục vụ quý anh chị. Và những cái chiếc xe bán tải này thì về toàn quốc không bị mất tiền biển, và toàn bộ xe thì bên em hỗ trợ rút hồ sơ cho quý khách hàng nhé. Xe thì được trang bị rất nhiều đồ chơi như bậc lên xuống này, 4 cu lốp độ này, và camera 360 độ, nắp thùng thanh thể thao đều được bác chủ trang bị đầy đủ hết rồi, nên là quý anh chị yên tâm. Và xe này cũng được lắp thêm bộ đồ chơi là đề nổ start top. Lát em sẽ quay từng chi tiết và từng cái sản phẩm mà được độ lên cho quý anh chị xem. Và đặc biệt cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý khách hàng nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng, lên đến 6-70% giá trị của xe. Toàn bộ xe thì 4 cánh cửa cốp trước cốp sau, và máy số thì cam kết với quý anh chị đều là nguyên zin và nguyên bản từ mới. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Khi cái khách hàng nào mà có nhu cầu bán xe, đổi các xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Vâng, cái chiếc xe này thì sử dụng động cơ máy dầu 2.8 nhập nguyên chiếc Thái Lan, nên là đi rất là tiết kiệm. Và toàn bộ xe thì đều từ đèn hậu, đèn LED đấy, đến đèn pha được trang bị đèn bi xi lông. Và các cái phần bậc phía sau của chiếc xe này, cảm biến xung quanh xe đấy, cảm biến va chạm và cảm biến làn đường đều được trang bị trên cái chiếc Chevrolet bản LTZ này đấy. Đây là toàn bộ cái phần liên sườn bên lái của chiếc xe, nó khá là đều và đẹp, với cái đồng vỏ từ đầu đến cuối thì nó không bị lệch màu sơn. Và toàn bộ xe thì khá là đều, xe được trang bị la răng phay, và cái bản la răng này thì được chỉ có form mới mới có. Còn nếu như quý anh chị mua mà chiếc 2015 thì chưa được lên ra la răng phay này. Toàn bộ xe thì được độ bậc lên xuống này rất chi là đẹp đấy, từ gương gập điện này, và cam 360 này, cam 360 được bác chủ độ này, toàn bộ cam 360 đều hoạt động khá là tốt, kính đèn thì đều được dán 3M, và các cái phần cu lốp này, rè cu lốp này cực kỳ đẹp, đèn bi xi lông nhá, đèn bi xi lông của chiếc đèn pha này, và đèn gầm cũng bi xi lông đấy. Toàn bộ cái phần mặt đầu của cái phần đầu của cái ba đờ sốc này đấy, rất chi là vuông vắn và đều đẹp. Cảm biến phía trước à, cảm biến va chạm phía trước, cảm biến và camera 360 phía trước đây đấy. Xe được trang bị khá là nhiều đồ chơi nên là quý anh chị yên tâm. Với cái đèn pha thì nó có, bên em dọn nó hơi vào nước này, thì vài hôm nữa thì em trả lại cho vệ sinh phần đèn đi, thì nó sẽ mất cái phần hơi nước đấy. Nhưng toàn bộ xe thì rất chi là nguyên bản và đẹp đấy, khẳng định với quý anh chị là bên em Lợi chỉ làm xe đẹp, không làm xe tai nạn ngập nước. Quý anh chị có thể mượn thợ mang ra hàng để kiểm tra. Nếu phát hiện ra chiếc xe này của bên em Lợi mà bị đâm xô tai nạn ngập nước thì bên em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhé. Đấy, cam kết bằng văn bản cho quý khách hàng. Đây là cái phần gầm phía trước của chiếc xe này. Toàn bộ cái bướm gầm của phía trước này, quý anh chị nhìn cái bướm gầm là cực kỳ đẹp và đều. Đấy, cái bướm gầm mà nó không bị móp méo gì thì cái chiếc xe nó khá là đều và đẹp. Đấy.
xe Chevrolet Colorado em đội đang giới thiệu cho quý anh chị. Đây là bản LTZ đấy. Và với cái phiên bản LTZ số tự động 2 cầu này thì đi sử dụng động cơ máy dầu 2.8 đi cực kỳ mượt. Từ các cái móc khóa này, mạ chrome sáng đều bóng đẹp. Đấy. Đó, toàn bộ cái phần lốp của chiếc xe phía sau này cực kỳ đều và đẹp. Và các cái phần chassis này nguyên zin từ đầu. Đấy. Anh chị em nhìn cái cu lốp của nó mới và nó sáng. Đến các cổ bô cổ xả này, cổ bô của chiếc xe đây. Cái phần cổ bô nóng nhất của chiếc xe này nó sáng như thế này đây. Đấy, nó sạch đẹp này. Phần gầm phía dưới máy này. Đấy, toàn bộ phần gầm máy thì khô ráo và không bị mục mọt gì. Quý chị có thể nhìn cái phần gầm đánh giá là nó cho xe là khá là ok. Xe được trang bị thanh thể thao này, thanh thể thao và nắp thùng kéo nhá. Đây, đấy, cam phía sau này, camera phía sau của chiếc xe, trước sau đều có cam hết. Và cái phần lót thùng của chiếc xe thì khá là đều, hai bên thành lót thùng thì không bị móp méo gì. Đây là cái thanh thể thao và cái nắp kéo của chiếc xe. Đấy, tời nắp kéo đấy, toàn bộ nắp kéo thì rất là mới và đẹp. Hai bên đèn hậu của chiếc xe này nguyên zin. Và sau đây em Lợi xin quay vào cái phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem. Toàn bộ nội thất bên trong thì được trang bị ghế da và tắp ly cánh cửa đều rất là mới và đẹp. Lòng trong của chiếc xe là sơn zin toàn bộ nhé. Khung cột của chiếc xe là cam kết là không bị đụng hoặc là bị tai nạn. Tất cả các khung cột đều là sơn zin. Ốc cột này 100% là chưa tháo lắp. Và các cái phần ốc khóa bản lề sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Đấy, dập của nhà máy này. Và tôn vỏ vẫn rất là mới. Nội thất bên trong thì được trang bị ghế da màu đen này. Cực kỳ đẹp nhá. Đấy, anh chị em nhìn cái tắp ly của chiếc xe này, nó khá là mới. Và các cái phần đinh bấm, đinh dập, phần chỉ ở như cánh cửa là nguyên bản từ đầu này. Đấy, gioăng cánh cửa và kính thì đều của hãng GM, kính zip 100%. Đấy, tắp ly, bàn thờ, bóng khí của chiếc xe này khá là mới và đẹp. Đấy, xe được trang bị đề nổ start top nhé. Và xe còn đủ hai chìa khóa theo xe. Đấy, tất cả xe thì từ bóng khí bên lái, bên phụ đều là nguyên zin. Và xe được trang bị thêm cam hành trình này, màn hình và camera 360 này. Đấy, số tự động 2 cầu nhé, núm cầu điện này. Toàn bộ cầu là cài cầu điện và 2 cầu của chiếc xe. Đấy, toàn bộ cái phần nội thất phía trước của chiếc xe thì khá là đẹp và mới. Đấy, đây là cái đèn nổ start top này. Vô lăng được khâu da và nguyên zin từ mới. Từ các cái tắp ly bên lái đều rất là đẹp. Và nội thất ghế thì khá là hoàn hảo, không có dấu hiệu bị chảy rách gì. Có cái chiếc xe mà sản xuất năm 2016 đến bây giờ là được 6 năm sử dụng. Nhưng mà toàn bộ mọi thứ nó đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Và nó cực kỳ mới nhá quý anh chị ạ. Đây, toàn bộ tay nắm tắp ly cánh cửa này, chỉ cánh cửa là nguyên zin. Các cái phần cột bậc lên xuống này, trải sàn da và thêm lót sàn 5D này. Đấy, được trang bị khá là nhiều đồ chơi, đắt tiền. Đấy, toàn bộ cái phần ghế phía sau của chiếc xe thì cực kỳ đẹp. Anh chị em có thể quan sát thấy cái phần ghế phía sau của chiếc xe nó khá là đẹp và nguyên bản từ đầu. Trần của chiếc xe thì được trang bị trần quả chám này nhá. Đấy, trần quả chám. Và các cái phần nội thất phía trước này như điều hòa auto. Đấy, xe là trang bị điều hòa auto, ga tích hợp vô lăng và cảm biến va chạm đều được kiểm tra hoạt động khá là tốt. Ga tay và tất cả các phần táp ly nội thất thì khá là tươi và đẹp. Bàn đạp phanh ga này nguyên zin. Đây, đây là cái phần ốc của chiếc xe này. Ốc là nguyên bản này. Ốc khóa bản lề đều zin. Móc khóa mạ chrome. Móc khóa rất chắc chắn và đẹp. Xe nhập nên là đóng cửa nó cũng khá là chắc. Nghe độ cách âm và tôn vỏ của chiếc xe nhập nó cực kỳ dày. Đấy, toàn bộ cái xung quanh xe em Lợi quay chi tiết cho quý anh chị xem. Từ la răng nó không bị chảy xước,
đến các cái phần nội thất đều sáng và đẹp. Tay nắm tóc ly cánh cửa. Đấy. Khung cột của chiếc xe nguyên zin. Xe được trang bị ghế chỉnh điện này, ghế lái chỉnh điện nhá. Toàn bộ các cái phần tem mác này của nhà máy và ốc cột bên lái đều zin 100%. Đấy, đèn của chiếc xe núm đèn này và xe vô lăng đến các cửa gió điều hòa nó đều không bị gãy, không bị chảy xước gì nhiều. Và sau đây em Lợi sẽ quay vào cái phần máy cho quý anh chị xem. Toàn bộ cái khoang máy này em Lợi cũng đã cho dọn vệ sinh. Nhưng đặc biệt cái khoang máy này từ cái ốc dàn đầu đến các cái phần ốc cabo, ốc tai, ốc cabo, chỉ cabo là đều đẹp. Đấy, cái cabo nó vuông vắn và từng cái đinh bấm đinh dập của cái cabo phần đầu này nó nguyên zin, chỉ cabo là không có đụng chạm gì và toàn bộ từ nhà máy ra y nguyên luôn. Dàn đầu, các cái phần ốc dàn đầu này là đều chưa tháo lắp hết. Đấy, rất là đẹp. Tem mác của phần đầu tiên, cái phần nhựa đều nguyên zin. Đấy. Và phần máy thì khoang máy này nó sử dụng động cơ máy dầu 2.8. Đây là toàn bộ khoang máy của chiếc xe. Nhưng mà máy thì cam kết với quý khách hàng là máy nguyên zin, không bị ngập nước và chưa làm lại hơi. Toàn bộ cấu bô của xả của chiếc máy này thì nó khá là sáng và đẹp. Xe được trang bị phanh ABS 4 bánh từ các cái phần nhựa và các con ốc ở trên mặt máy đều zin 100%. Đây, ốc máy này vuông thành sắc cạnh. Tem mác của các phần đầu máy là nguyên zin. Và đây là cái tiếng động cơ của chiếc xe nhé. Động cơ máy dầu chạy khá là êm. Đấy, toàn bộ động cơ máy dầu chạy rất là êm đấy quý chị ạ. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một cái chiếc xe Toyota Corolla sản xuất năm 2016, form mới 2017, số tự động 2 cầu bản LTZ màu bạc. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265090. Xin chào, gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.